Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Chủ tọa Review. Hôm nay mình sẽ review bộ truyện Windbreaker, thể thao cực hạn. Mong rằng bộ truyện này sẽ được các bạn ủng hộ. Cảnh báo: truyện tranh này là một câu chuyện hư cấu về thể thao mạo hiểm và các tay đua trẻ. Xin lưu ý rằng thực tế và truyện tranh là khác nhau. Luôn đội mũ bảo hiểm khi bạn đạp xe và đảm bảo phanh hoạt động để đi xe an toàn. Mở đầu câu chuyện với nhân vật chính của chúng ta là Jayzo. Cậu ấy là một học bá tại trường. Sáng sớm cậu ấy đi đến thư viện trên con chiến mã bằng sắt của mình. Cậu chỉnh chu lại trang phục, nhìn mọi thứ với một ánh mắt bất cần đời cho một ngày dài tẻ nhạt. Cậu hít một hơi thật sâu, gồng cơ đít lại và bắt đầu đạp tới tấp. Trong khi hai thằng ất ơ nào đó đang bàn đi chơi điện tử và bài kiểm tra sắp tới, thì từ phía sau một bóng đen lướt qua. Hai thằng mới hét lên: chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Em có thấy cái gì vừa vụt qua không? Và đó chính là nam chính của chúng ta đang đạp hết tốc lực về phía trước. Bỗng nhiên đằng trước mặt có một cái ô gà và không mảy may suy nghĩ, cậu ấy đã dùng skill pop up để vượt qua nó một cách dễ dàng. Hai người sửa chữa ở đấy thì toát mồ hôi lạnh vì những hành động liều lĩnh của lũ trẻ bây giờ. Có một cặp đôi đang cho các view ăn cơm chó tại bậc thềm cầu thang, thì nam chính cùng chiếc xe đạp nhảy qua những bậc thang trước những ngỡ ngàng của đôi bạn trẻ. Sau khi nhảy khỏi bậc cầu thang, cậu dùng bàn đạp và drift một đoạn dài làm cho bánh sau gần như bốc khói. Cậu lại tiếp tục đạp xe nhẹ nhàng và tận hưởng ánh hoàng hôn cùng làn gió mát lạnh. Một đám học sinh năm 2 trường sang ngó đang bàn tán về những chiếc xe đạp mà chúng sở hữu. Mấy tên trong đó thắc mắc, đó không phải là chiếc xe full carbon aero chứ? Không biết nó bao nhiêu tiền nhỉ? Mày trộm chiếc xe đạp đó hay sao vậy? Sao mà học sinh trung học lại có chiếc xe đạp như thế nhỉ? Có thằng lại hỏi, nó nhẹ không? Chạy có mượt không? Chắc chắn nó nhanh hơn xe đạp địa hình ấy nhỉ? Khứa tóc xanh đáp trả, đừng có so sánh chiến mã của tao với đống rác đó. Hai thằng đàn em muốn hỏi mượn xe của cậu liền bị cậu từ chối và lên mặt nói, thôi cái trò lít ướt mà tự đạp xe của mày đi. Hai thằng đàn em mặt tức tối chửi thề. Có hai cậu bạn khác xuất hiện bàn tán, thằng khứa tóc xanh Tezin ấy lại mua xe mới trong khi nó mới đổi con xe gần đây mà. Đang bàn tán sôi nổi bỗng có người hô to, ai đó đang muốn làm cú trượt dốc kìa. Làm thu hút sự chú ý của Tezin cùng đám học sinh. Đó không phải là một chiếc xe đạp địa hình sao? Dùng chiếc xe đó để trượt dốc ư? Thằng điên này, thể nào cũng xòe. Đó là nam chính của chúng ta với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc dây do. Cậu bắt đầu đội mũ lên và dồn hết sự tập trung vào con dốc. Cậu lấy một hơi thật dài, nhìn vào con dốc phía trước, dồn hết sức vào đôi chân và bắt đầu lao xuống con dốc. Vừa đạp cậu vừa nghĩ đến những lời kỳ vọng và áp lực của ba mẹ và mọi người xung quanh, làm con trai nhà này phải trở thành người tài giỏi với điểm số cao hơn những đứa khác. Con trai chúng ta đặt hết kỳ vọng vào con đấy. Thầy giáo trên trường cũng gây áp lực không kém. Em từng là người đứng đầu trong hội học sinh, những giờ điểm của em đang tụt dần. Em cho rằng có thể vào trường đại học S với điểm sô như này sao? Bạn học trên trường toàn những lời chế giễu, sinh ra trong một gia đình khá giả, nó khác hẳn với chúng ta. Tất cả những gì nó biết chỉ là học, chắc nó không muốn chơi với bọn dân thường như tụi mình đâu. Bạn của thằng này chắc cũng chỉ biết học và học thôi. Cậu lướt xuống con dốc nhanh như một cơn gió làm cho mọi thứ bay lên mù mịt. Trong khi phải dùng cả thân người của mình để khống chế chiếc xe đang lao với một tốc độ rất nhanh xuống dốc, thì đến cuối con dốc Jayzo đã dùng kỹ thuật skillzing. Skill sử dụng cả cơ thể lẫn đôi chân để dừng xe cùng grip ngang chiếc xe làm cho chiếc lốc sau gần như bốc cháy. Nam chính của chúng ta đã dừng lại trong một tư thế rất ngổ lòi. Cả bọn học sinh năm 2 đang bàn tán về cậu, thằng đó chỉ dùng siêu dinh để dùng xe mà không dùng thắng à. Tezin tặc lưỡi chế giễu, khoe khoang với chiếc xe tệ hại đó à. Anh chàng tóc đỏ Jominhu, một học sinh năm 2 trường Tae Giang đã để ý và khen ngợi kỹ năng của Jayzo. Tiền bối Lee Junso năm 3 là anh bạn tóc ngắn bên cạnh hỏi rằng, thằng kia không phải là hội trưởng hội học sinh à? Minhu nhận ra mình và Jayzo cùng trường, lâu rồi ta không đến trường, tao còn không biết ai là hội trưởng nữa. Cả hai đều hướng ánh mắt về phía nam chính. Cậu cởi bỏ chiếc mũ ra để lộ ra khuôn mặt đẹp trai. Minhu với ánh mắt đầy sự hứng thú nói, tao đoán là Tê sẽ phải chào hỏi nó khi tao đến trường vào ngày mai thôi. Ngày hôm sau trong giờ ra chơi chuẩn bị vào tiết học tại lớp khóa 152, cả lớp đang nói chuyện rất rôm rả, chỉ có nam chính của chúng ta vẫn đang tập trung vào việc học. Mia cũng là một học bá đang chăm chú nhìn cậu không rời mắt. Cô bạn thân Yuna bất ngờ từ đâu lao tới làm Mia giật mình. Yuna liền hỏi, sắp đến giờ kiểm tra rồi, chắc cậu đang bận ôn tập gấp rút lắm nhỉ, không phải mấy ngày nay bận việc bên chỗ hội học sinh sao? Tớ đã chuẩn bị cả rồi he he. Ây ra cái khuôn mặt này là sao đây hả? À mà quên cái cậu chủ tịch hội gì đấy đối xử tốt với cậu chứ? Có bắt nạt cậu không? Tất nhiên là không rồi. Mia nói lắp bắp với gương mặt ngượng ngùng. Thấy bạn mình có những biểu hiện lạ, Yuna liền nghi ngờ hỏi, tên học bá đó có quấy rối cậu không đấy? Mia vội vàng phủ nhận. Yuna tiếp tục nói về Jayzo, tớ biết là việc học rất quan trọng nhưng cậu ta có cần phải làm quá như vậy không? Hắn ta cùng học đến thế sao, lúc nào cũng chỉ biết học. Khi có ai đến bắt chuyện, thì lúc nào cậu ta cũng quăng cho cái ánh mắt coi thường người khác vậy. Mia thấy vậy liền lên tiếng, cậu ấy không phải người như vậy đâu. Chỉ là cậu ấy không giỏi để thể hiện bản thân thôi, chứ cậu ấy rất tốt và có trách nhiệm, không tệ như cậu nghĩ đâu. Yuna nghe vậy liền nhận ra điều gì đó, này, không phải cậu và Jay. Đang dở câu chuyện thì đột nhiên có tiếng hét của mấy bạn gái trong lớp.
hóa ra là Minh Hu từ lớp khác sang đây. Mấy má mê trai trong lớp liền túm tụm lại khi thấy trai đẹp. Ina với ánh mắt khinh thường, cái éo gì đang diễn ra vậy? Sao cái thằng trông như con rắn này lại đến lớp mình vào sáng sớm, mà còn làm loạn lên nữa chứ? Minh Hu nghe thấy liền đáp trả, này Azuma đằng kia Azuma chỉ những người phụ nữ trung niên ở Hàn, tôi không đến để gặp cô đâu, bất phiền đi. Ina nghe mình bị gọi là bà cô liền đóng băng. Minh Hu còn châm chọc, cái thứ mặt mụn đằng kia sáng sớm thích gây sự với tôi à, kèm theo đó là cái lẻ lưỡi chế giễu. Không thể kiềm chế được cơn giận trong người, Ina hét lớn, này thằng mặt lìn kia sáng sớm thích chọc điên người khác lắm hả? Mia khuyên Ina bình tĩnh, hai người là chị em sinh đôi mà. Ngồi phía trên là cậu bạn Jom đang nhìn Ina bằng ánh mắt của kẻ si tình. Đối với cậu thì cô ấy, dù có nổi giận đến mức nào thì Ina vẫn là cô gái đẹp nhất. Minh Hu nghe lời mắng chửi mà thở dài bất lực, trong miệng thì lẩm bẩm, không ngờ mình lại chung dòng máu với một người có tính cách kinh khủng như vậy. Ít nhất thì mình còn cư xử lịch sự một chút. Ina thì vẫn đang trong cơn lửa giận hét lớn, đang lơ ta đấy hả thằng cờ hó. Minh Hu tiến đến trước bàn của Jay Do đang trong dáng vẻ tập trung làm bài. Để ý thấy có người đến gần, cậu ngước mắt lên nhìn Minh Hu. Minh Hu chủ động chào hỏi, nhưng bị nam chính của chúng ta ngó lơ khiến cho không khí không thể sượng chân hơn. Sau đó Jay Do thẳng thắn nói, tôi đang bận học, nếu không có chuyện gì thì đừng có làm phiền. Minh Hu liền đập mạnh tay xuống bàn và hỏi, cậu thích đạp xe đúng không? Có muốn nhập bọn cùng tụi này không? Cú trượt dốc của cậu hôm qua rất tuyệt. Trong nhóm tôi ai cũng sửng sốt. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong cái trường này có thể làm được điều đó trên một chiếc xe địa hình đâu. Mà chưa kể đó còn là hội trưởng hội học sinh nữa. Trong lúc đang say mê lôi kéo Dây Do về đội, thì Minh Hu lại ăn thêm một quả mơ nữa đến từ vị trí của nam chính. Đùa không có vui, Minh Hu đã cục, cậu nghiến răng, ít nhất cậu cũng giả vờ lắng nghe khi người khác đang nói gì chứ. Từ phía của hai cô bạn kia, Yuna thắc mắc, bọn họ thân nhau từ lúc nào thế? Tính cách hai tên này không phải trái ngược nhau như trời với đất ư? Mia bên cạnh cũng đồng ý, tớ cũng đang thắc mắc không biết bọn họ đang nói về cái gì. Dây Do đáp trả một cách lạnh lùng, mấy thứ đó đối với tôi chẳng có gì thú vị cả. Nếu xong rồi thì biến dùng cái cho tôi học bài. Thứ đó ư? Minh Hu đang cảm thấy bị xúc phạm, rồi cậu rời đi trong khi lẩm bẩm, chết tiệt cái thứ mọt sách ấy khó ưa ghê. Dây Do quay lại với đống bài tập nhưng giờ cậu không thể tập trung được nữa. Trong đầu cậu ua lại những gì Minh Hu vừa nói, rồi cậu chìm vào ký ức ngày xưa cùng người chú của mình. Dây Do có thích xe đạp không? Chú mang đến cho Dây Do của chúng ta một chiếc xe đạp cho sinh nhật 13 tuổi này. Chiếc xe đạp này giống như một người bạn của chú vậy. Nó đã đồng hành cùng với chú kể từ khi chú còn là một tay đua chuyên nghiệp. Cho nên chú muốn con phải giữ gìn nó thật là cẩn thận đấy nhé. Chú còn khuyên cậu, mặc dù học hành rất quan trọng, nhưng chú vẫn muốn con ra ngoài và có những niềm vui của riêng mình. Ok, những lời nói chân thành này có lẽ đã luôn ăn sâu vào trong tiềm thức của nhân vật chính chúng ta. Cuối cùng thì cũng đến giờ tan trường, Yuna cảm thấy uể oải sau một ngày học. Mi an ủi rằng sau đợt kiểm tra này sẽ có kỳ nghỉ cho chúng ta rồi. Trông tớ như một bà cô vậy. Chẳng nhẽ năm nay tớ lại không có một mối tình nào. Suốt ngày học, học, học tớ chán ghét cái vòng luẩn quẩn này lắm rồi. Đừng có nản mà, rồi chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp mà thôi. Ai gu, tớ biết là như thế nhưng mà mị muốn đi chơi chứ cứ học, như này thì tớ phát điên mất. Yuna tức tối phàn nàn rồi quay về thực tại. Ok Mi à, tớ biết mình phải chấp nhận hiện thực vũ phàng này. Mi cổ vũ cô bạn, ra fighting. Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên voi sinh tình Jom của chúng ta xuất hiện một cách đột ngột khiến cho Mia và Ina hồn bay phách lạc. Cậu hỏi Ina có muốn xem phim zombie mới ra lò cùng tớ không? Hôm nay nhà tớ không có ai cả. Trước lời gã gẫm đó, Ina đã cho cậu bạn một cú đấm móc cực thốn ngay giữa bụng làm Jom gục xuống đất và cho chó ăn trẻ ngay tại chỗ. Không phải đã nói là đừng có mà lẽo đẽo rồi mà sao lại xuất hiện bất ngờ như vậy chứ? Thật là đáng đời. Cú đấm chỉ khiến cho Jom của chúng ta càng thêm mê hoặc Ina. Đúng là người con gái ta yêu, đấm hay lắm. Mặc dù Ina và Mia đã bỏ lại cậu ta một đoạn với bãi chè đằng sau, nhưng cậu vẫn cố rủ dê, xem phim cùng tớ đi, tớ mới sắm cái TV LED 90 inch cho cậu xem phim này. Ina tức giận đáp trả, tớ còn phải đến lớp học thêm, không có thời gian cho mấy đứa vô công rồi nghề như cậu đâu. Dưới ánh chiều tà, Dây Do trầm ngâm nhìn ra cửa kính, rồi bắt đầu cất dọn đồ đạc vào ba lô ca hát chuẩn bị tan học. Quay ra ngoài cửa thì đã thấy Minh Hu đợi sẵn ở ngoài. Tôi đến giờ này chắc không phiền cậu học nhỉ? Tôi đến đây để hỏi cậu thêm một câu nữa. Nếu cậu không muốn tham gia thì tôi không ép. Nhưng có một người rất muốn đua với cậu. Làm một trận đua với một người trong nhóm tôi nhé, cậu thấy thế nào? Hai người nhìn nhau một hồi rồi Dây Do lạnh lùng đáp, đây không thích, tự chơi với nhau và để tôi yên. Minh Hu đi lướt qua cậu và nói, trong đám tụi tôi có một thằng tên là Kim Tae Jin. Nó hoàn toàn coi khinh chiếc xe của cậu. Làm thế nào mà cậu lại cưỡi được trên một đống sắt vụn như thế chứ? Nghe đến đây khiến Dây Do có vẻ tức giận. Được rồi, tôi cũng chẳng quan tâm cậu tới hay không, nhưng mà sẽ khá là thú vị khi thấy những thằng vô dụng mà tưởng có xe xịn là nhất. Mà hình như chiếc xe của cậu khá cũ rồi nhỉ, tôi hy vọng là cậu sẽ dạy cho tên đó một bài học. Chúng tôi sẽ tập trung tại công viên Green tối nay, tự quyết định đi nhé. Tôi không làm phiền cậu nữa.
sau khi để lại thời gian và địa điểm của Minh Hu rời đi, để lại Jae-jo đứng một mình trầm tư. Tối hôm đó tại công viên Green, những người trong băng Zephyrus đang phô diễn những skill điệu nghệ trên con xe của họ. Minh Hu thì ngồi nghe nhạc một mình trên băng ghế gỗ. Đang chiêu chiêu trên những con bít thì có một khứa nào đó dí lon nước lạnh vào mặt, làm cậu sởn gai ốc. Thì ra khứa đó là đàn anh năm Bali Junso. Junso ngồi xuống và hỏi, trễ rồi đấy, điệu tên đó có tới không? Anh đoán chắc thằng đó không đến đâu. Minh Hu lạnh lùng nói, nếu hắn không tới thì đành thôi vậy. Nếu nó không tới anh em ta đành tự quẩy thôi. Cơ mà sao chú lại muốn chiếm hữu thằng dây do đó đến thế? Hay mày có ý gì với nó? Minh Hu ngớ người phủ nhận, không phải là chiếm hữu, đừng nói mấy câu hiểu lầm như thế chứ. Nếu không thì là gì nào? Đàn anh thắc mắc, muốn đạp xe cùng nhau mà cũng cần lý do sao? Minh Hu trầm ngâm suy nghĩ, cậu ấy có thể điều khiển xe tốt, như vậy thì chắc hẳn phải luyện tập một mình nhiều lắm. Mà anh biết đấy, đạp xe cùng nhau thú vị hơn nhiều mà. Junso liền mỉm cười. Lúc này hội của Taejin tiến đến. Này Minh Hu, khi nào thì cái thằng hội trưởng tuyệt vời của mày xuất hiện vậy hả? Này, như này không phải là nó sợ không dám xuất hiện đấy chứ ha ha. Minh Hu cắt ngang, ngậm cái mõm chó của mày lại và đợi đi Taejin. Hay ngứa ngáy quá thì có muốn làm với tao một vòng khởi động không? Taejin cảm thấy được cười mỉa mai, với cái chân đó của mày còn định đòi đua với tao à? Một thằng trong băng liền hét lớn, Minh Hu tên đó tới rồi kìa. Tất cả ánh mắt đều hướng về Jae-jo. Vẫn trong bộ trang phục đó, nam chính của chúng ta bước vào với một phong thái ngổ lòi. Minh Hu liền đứng dậy và nói với Taejin, tao cũng muốn đua với chiếc xe carbon gì gì đó của mày lắm, nhưng chắc phải đến lúc khác rồi. Taejin tiến đến chào hỏi, tao không nghĩ rằng mày sẽ tới đâu nhưng rốt cuộc cũng xuất hiện hả? Cậu đang định bắt tay thì Jae-jo chỉ lạnh nhạt lướt qua, để lại Taejin với bàn tay sợ chân. Taejin liền quăng cho Jae-jo một ánh mắt hình viên đạn, thằng chó này dám mơ tao à? Nam chính bước đến chỗ Minh Hu, tôi còn tưởng là cậu không đến chứ. Đừng phí thời gian nữa, vào thẳng vấn đề chính đi. Ok, giờ đàn anh năm ba Junso sẽ giải thích luật chơi cho cậu. Xin chào, anh là Lee Junso, rất vui được gặp em. Jae-jo lễ phép cúi đầu, em là Jo Ja Hyun 52 ạ. Minh Hu liền nghịch ra, thằng này là thằng nào vậy? Cái vẻ mặt đó đối với đàn anh là sao? Junso bắt đầu, sau đây anh sẽ giải thích chi tiết cho em. Luật sẽ là solo 1-1, điểm bắt đầu là công viên này. Theo con đường này, người đầu tiên quay trở về công viên trước sẽ chiến thắng. Hẳn là con đường này rất quen thuộc với em nhỉ, chắc chỉ nháy mắt là nhớ ngay. Để phòng trường hợp khẩn cấp hoặc những góc tối, thì bọn anh đã bố trí người rồi nên em chỉ việc tập trung vào đường đua thôi, không cần phải lo gì cả. Còn đối thủ của cậu là thằng cha chết tiệt nhìn như con rắn ở đằng kia kìa. Minh Hu, sau cuộc đua này đừng có làm phiền tôi nữa. Minh Hu trả lời, được rồi. Jae-jo, để đề phòng thôi, hãy đội mũ vào nhé. Minh Hu hướng ánh mắt đến chiếc xe của Jae-jo. Thằng này tháo cả phanh ra chỉ để giảm trọng lượng xe thôi sao? Chỉ cần nhẹ hơn một chút thì lúc xuất phát cũng đã nhanh hơn 0,1 giây rồi. Trong khi cả đám chỉ cổ vũ cho một mình Taejin với con xe carbon của hắn, thì Taejin lại khích tướng Jae-jo, với đống sắt vụn đấy mà đòi đua với tao á ha ha. Nhưng anh nên nhà ta vẫn rất bình thản. Minh Hu lên tiếng, Taejin thôi làm nhảm đi, tập trung vào đường đua kìa. Lúc nào tao nói mày cũng chõ mõm vào được nhỉ? Junso thì đang xếp úp máy để quay lại toàn bộ cuộc đua. Trọng tài lên tiếng, cả hai vào vạch chuẩn bị, còi báo xuất phát là khi chiếc bánh răng này chạm đất, cả hai đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Hai bên dướn người vào thế. Chiếc bánh răng được thả xuống đất, cuộc đua chính thức bắt đầu. Cả hai đều bứt tốc về phía trước chỉ để lại những làn khói bụi đằng sau. Tiền bối Junso bám theo sau để ghi hình, đúng như dự đoán chiếc xe carbon của Taejin bứt tốc nhanh hơn ngay từ đầu. Nhưng vòng đua chỉ thực sự bắt đầu khi chiếc xe hồi tốc từ pedal thôi. Dành cho những bạn chưa biết pedal có nghĩa là bàn đạp nhé. Khởi động nhanh hơn không có nghĩa sẽ chiến thắng đâu. Muốn quay phim lại thì phải đuổi kịp chúng nó mới được. Taejin ngoái lại phía sau khinh thường, muốn đuổi kịp anh mày với đống sắt đó sao? Nếu như thế thì cứ chống mắt mà nhìn lên bờ mông quyến rũ của tao đi nhá. Thằng này nó bệnh vãi các bạn ạ. Jae-jo vẫn đang bám sát theo sau Taejin với ánh mắt kiên định. Taejin giật mình quay đầu lại. Thằng chết tiệt đó sắp đuổi kịp mình rồi, phải cho nó hít khói mới được. Đột nhiên trong ánh mắt của Taejin lóe lên một vẻ gian ác. Hắn tập trung nhìn vào những chiếc cọc phân làn. Khóe miệng hắn nhếch lên một cách khoái chí. Đột nhiên hắn dùng đuôi xe đẩy một chiếc cọc về phía nam chính. Jae-jo đang tập trung lái xe thì bị giật mình, chết tiệt. Từ phía sau Junso hét lớn, mày làm cái chó gì vậy hả Taejin? May mà bên nhà ta có thân thủ phi phàm đã né được cái cọc. Cùng lúc đó Junso cảnh báo cho Jae-jo chú ý đằng trước kìa. Một chiếc xe ô tô còn xuất hiện trước mặt cậu. Ai cũng nghĩ cụ đi chân lạnh toát rồi nhưng không. Cậu vận sức của cả thân người, páp chiếc xe lên nóc ô tô và vượt qua nó một cách dễ dàng. Quả này thì bác tài xế móm giỏi. Dưới ánh trăng rằm cậu bay lên trong màn đêm, nhẹ tựa như lông hồng. Cậu đã đáp đất trước sự bàng hoàng của cả anh Junso và thằng khốn Taejin, nhập lại làn đua và tiếp tục tăng tốc. Mắt cậu ánh lên một tia lửa đỏ. Cameraman cứ tưởng có mỗi mình có skill bất tử, nhưng anh quên Jae-jo là ai rồi ư?
anh nhắc nhở Tezin, này nguy hiểm lắm đấy, mày đang nghĩ gì vậy hả? Hắn liền đáp với vẻ mặt tức tối, xin lỗi trượt chân chút xíu thôi mà. Cái thằng này cứ nghĩ xin lỗi là xong chuyện thì người ta lập ra câu lạc bộ Juventus làm gì? Thằng chết tiệt này chắc phải có người bị thương thì nó mới hiểu ra được. Dù kỹ năng của dây do khác biệt thật, ai mà ngờ được là nó lại lợi dụng tính đàn hồi của khung xe Tramoli để làm thế chứ. Giải thích cho bạn nào không biết thì Tramoli là thép chứa nhiều carbon và nhẹ hơn sắt thông thường. Phải cho mấy đứa trong hội xem cảnh này mới được. Cú vừa rồi khiến cho dây do thêm tức giận và tiếp tục tăng tốc. Thoát một cái cậu ấy đã ở sau Tezin rồi bắt kịp hắn một cách nhanh chóng. Kết thúc cái vòng đua bẩn thỉu này đi. Nói xong cậu vượt mặt Tezin trong con mắt bàng hoàng của hắn. Cái thằng chó này lại tính bày trò gì đây? Ồ khúc cua ư? Tezin nhếch mép, đúng là thần đằng. Tăng tốc ngay khúc cua như thể chẳng khác gì tự sát cả. Dây dò vẫn tiếp tục đạp và không có ý định chậm lại. Đến khúc cua cậu dồn hết sức chân làm dừng chuyển động của bàn đạp khiến cho bánh sau dừng lại một cách đột ngột, tạo ra một đường dê bánh hoàn hảo. Trước ánh mắt thất thần của Tezin, cậu đã vượt qua khúc cua đó. Trong khi Tezin còn phải chật vật sử dụng chiếc phanh của mình, đàn anh liền khen ngợi dây do, ai ngờ rằng cậu ta lại vượt qua khúc cua đó bằng một cú drift chứ. Không biết điều gì lại khiến cậu ta lái xe như thế. Nhưng cậu ta rất bình tĩnh khi gặp huống khó với chiếc xe fake gear đó, như kiểu nó là một phần cơ thể của cậu vậy. Fake gear là loại xe có bánh răng chết nên xe có thể đi lùi. Khi đạp tiến xe sẽ chuyển động tiến về phía trước, còn đạp ngược xe sẽ chạy lùi và khi không đạp thì xe sẽ dừng chuyển động. Còn Tezin thì đang nghiến răng ken két đằng sau với cơn lửa giận trong người. Ngước mặt lên thì thấy dây do đang chỉ vào cặp mông căng tròn của mình và nói, từ giờ đến hết chặng đua mày sẽ là người nắm cặp mông của tao đấy. Sau khi nghe xong vẻ mặt Tezin đằng đằng sát khí, hắn dốc hết sức lực để đuổi kịp Tezin. Cứ đợi đấy, rồi tao sẽ vượt mặt mày thôi. Nội dung review của hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu các bạn thích video này thì hãy mình một like cũng như một sub và nhấn vào chiếc chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Các bạn có bất kỳ đóng góp nào thì hãy để lại dưới phần comment giúp chúng mình, để chúng mình có thêm kinh nghiệm làm ra những video chất lượng nhất nha.